Vườn Trang Yến xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 11 năm 2024. Nhà vườn em lên một cái video mới, mời cô chú anh chị mình xem. Ai có nhu cầu mình mua cây giống độc lạ thì mình có thể liên hệ với nhà vườn em qua số 0967 439699 nha mọi người. Hôm nay là em có rất là nhiều các cây đấy, thì mọi người theo dõi video nhé. Ai có nhu cầu mình mua cây gì thì mình liên hệ với em nhé. Thì đây là trước mắt mọi người, đây là các cái cây lê. Thì ngay cái loại lê này này, nó là cái lê Hàn Quốc nha mọi người. Đó, lê Hàn Quốc. Cái loại này là cái đợt rồi là em có bán đầu tiên là 1.050.000. Sau đó là nó rụng quả ấy mọi người. Sau đợt nó rụng quả nó chỉ còn 1-2 quả mới cả hết quả rồi ấy. Thì là em bán là 750.000 một cây. Đó, thì bây giờ là các cái cây này em đã nuôi lại này. Và các cái cây nó cũng có đậu được quả lại này. Bọn này là hoa đâu đậu đấy luôn nhé mọi người. Hoa đâu đậu đấy luôn mà nó rất là sai quả luôn nhé mọi người. Nó rất là sai quả luôn. Các cái cây này là các cây hàng chọn, hàng thừa. Mà các cái cây loại to nhất, nó có các cây cả to cả nhỏ. Thì các cái cây này, cây to nó đang có hoa lại như này. Thì em sẽ quay video và để bán cho mọi người trước nhá. Đó, cái bọn này nhá, thì ở một vùng miền nào nó cũng có thể ra hoa ra quả được. Mà nó ra quanh năm luôn, liên tục hoa quả luôn nhá mọi người, chứ không bị kén thời tiết một tị nào đâu. Cách của em nhá, ở giữa lòng thành phố Sài Gòn luôn, trồng chân thượng luôn. Mà rất sai quả luôn mọi người nhá. Ai có nhu cầu mình mua thì mình có thể liên hệ với em nhé. Cái hàng này thì lê hôm nay em để cho mọi người là 650.000 một cây nhé. Cây nó đang có hoa. Cây đang có hoa hoặc là nó đậu một vài quả nhỏ nhé mọi người. Sai nắm, sai trắng, xóa hoa luôn ý. Mà nó hoa rất là sai luôn nhé. Liên tục hoa luôn ạ. Liên tục hoa luôn nhé. Đây là lê lâu Hàn Quốc nhé. Và ở đây này, em có cái thằng lê vàng nhé. Về lê vàng. Lê vàng mật à, lê vàng mật Đài Loan. Lên vàng nhá, cái loại lê vàng này thì giá nó em để cho mọi người, tức là lúc mà đầu tiên ấy, hồi đầu tiên nó em bán ấy là cũng phải bán tầm 750.000 mọi người ạ, cũng phải tầm 750.000. Cái hàng này thì nó cũng đang bắt đầu kiểu rụng lá và có cây, thì như cây này nó đang lên mầm mới này. Đó, thì là bác nào mà lấy cái thằng lê vàng này nhá, thì em để cho mọi người về cái giá là 300.000 nhá, giá rất là rẻ thôi. Đó, gọi là đợt này em bán siêu rẻ luôn, cây gì cũng rẻ. Siêu rẻ luôn, tại vì là thứ nhất là cũng sắp vào cái mùa Tết đi mọi người. Em cũng muốn là dọn vườn đỡ đi để em về hàng mới, em về hàng mới, thứ nhất là về hàng cho năm sau. Thứ hai nữa là em về hàng Tết mọi người ạ. Em về hàng hoa Tết nhá. Đó, 300.000 một cây lê vàng nhá mọi người. 300.000 một lê vàng. Lê vàng em chỉ còn có 7-8 cây thôi ạ. 7-8 cây thôi nhá mọi người. Ai có nhu cầu mình lấy thì mình có thể liên hệ với em nhá. Lê vàng nhá. Còn đây là các cái cây mà cái cây nho thân gỗ cẩm thạch này. Cây nho thân gỗ cẩm thạch kim cương là cái loại mà nó chuyển màu ấy, đổi màu lá ấy mọi người, lá nó màu đỏ này này, màu viện đỏ này này, sau đó thì sẽ chuyển ra màu trắng như này nhá. Màu trắng sau đó thì sẽ chuyển sang cái màu xanh như này. Quả của nó rất là sai, các cái cây này nó là cây ghép. Cây ghép. Cái hàng này là em đã ra bầu và cây rất là ổn định rồi. À, hàng ra bầu rất là ổn định, nhìn cây rất là đẹp nhá mọi người. Đó, một cây này như ngày trước này em bán là 650.000. Thì hôm nay em để cho cái giá cho mọi người là 500.000 nhá. 500.000 một cây, ai lấy thì mình có thể nhắn tin gọi điện cho em nhá mọi người. 500.000 nhá. Mọi người có thể nhắn tin gọi điện cho em. 500.000 rất là rẻ. Còn đây là cây hồng xiêm ruột đỏ khổng lồ Đài Loan nhá. À, hồng xiêm ruột đỏ khổng lồ, cây hàng Thái Lan. Hàng Thái, cái hàng này là hàng em về từ Tết ạ. Em về từ Tết thì cái cây này của em nuôi rất là ổn định rồi. Nó nuôi nó lớn gấp đôi gấp 3 lần rồi. Đầu tiên về cũng 750.000, bây giờ vẫn bán 750.000 nhá. Hàng gửi nguyên bầu luôn, chậu luôn. Cái giá này chưa bao gồm phí vận chuyển cho em nhé mọi người. Giá chưa bao gồm phí vận chuyển đâu. Cây nhà em bón toàn bộ phân hữu cơ hết nên mọi người cứ yên tâm trồng nhá. Cứ yên tâm trồng thôi ạ. Bánh kem này, cây bánh kem là 550.000 nhá mọi người. Bánh kem là 550.000 một cây. Cái cây nho thân gỗ này này mọi người. Vanh này 30. Nho thân gỗ vanh 30, em hôm trước là nhà em rất là nhiều người hỏi nhưng mà em đi bận. Em không có quay video trực tiếp được cho mọi người xem. Thì mọi người ơi, ai có nhu cầu mình mua cái cây nho này nhá, thì mình nhìn kỹ sang cho em. Cái cây này của em vanh 28-30. Vanh 28-30 này, hoa quả liên tục luôn. Em nói thật, cái cây một lần mà hái quả nhà em á, được cái cây này được 2 cân quả. Được 2 cân quả luôn mọi người nhá. Nó vanh 30 mà cái hàng này nhà em nuôi bầu, nuôi bịch này, rễ của nó cực kỳ nhiều nhá mọi người, nhìn kỹ cho em. Em sell cái cây này là 6 triệu là giá em bao ship tận nhà nhá mọi người. 6 triệu em bao ship tận nhà cho cô chú anh chị nhà mình.
quá là to khủng khiếp luôn ạ. Đó, nó quá là to khủng khiếp luôn nhá. Nho rất là to đẹp luôn. Đó thì mọi người xem kỹ cho em. Đó mọi người chỉ cứ nói là cái cây nho thân gỗ nhá. Hộ em là cái cây nho thân gỗ Tứ Quý Đài Loan, hàng hàng bịch quay nhá, hàng bịch quay cho em nhá. Là em bán 6 triệu em bao ship cho mình tận nhà luôn. Còn đây là một cây này là liệu Peru hạt mềm nhá mọi người. Liệu Peru hạt mềm em sale cho ai lấy là em bán tạm 7-950. Em sale lốt cho mọi người 850 nhá, em còn đúng một cây. Em còn đúng một cây này, một cây liệu Ấn Độ. À, một cây này liệu Peru và một cây này là liệu Ấn Độ này mọi người. Một cây này là liệu Ấn Độ nhá. Đây em còn một cây. Em còn một cây quýt Thái không hạt. Đó, hàng em còn một cây hàng quýt Thái không hạt. Em sale lốt là 250 nhá, đầu tiên 290 ạ. Em sale 250 cho ai lấy nhá. 250 một cây ạ. Hoa này, hoa này là hoa trà. Hoa trà Tứ Quý ạ, hoa trà Tứ Quý cánh kép. Cái loại này thì đặc biệt là em bán 5 năm nay rồi. Em bán 5 năm nay rồi, từ thời mà cái cây mà nó nhỏ xíu ạ, mà nó không có cây to ấy ạ, đến năm nay là em vẫn còn bán nhá. Và em xuất rất là nhiều luôn. Em xuất rất nhiều luôn, toàn quốc luôn mọi người nhá. Hàng em giao xỉ rất nhiều luôn. Đó thì em quay ở đây cho cô chú anh chị nhà mình nào ai bán vựa hoa này, xỉ này, hoặc là lẻ nhá. Xỉ thì mình có thể inbox trực tiếp cho em cái giá vô cùng đẹp, em bao giá toàn thị trường luôn nhá. Còn đâu là nếu như mà ai lấy lẻ này, một cái cây hàng bịch to như này cho em, hàng bịch to như này nhá, em để cho mọi người là 800.000 một cây, em bao ship tận nhà. Còn đâu mọi người đến nhà lấy thì em để cho mọi người là 700.000 nhá. Nếu mà đến vườn lấy là 7, em để 700.000, còn đâu ship đi là em nhận với mọi người là 800.000 một buổi. Cái cây này nó gần 30 kg mọi người ạ. Một cây này nó gần 30 kg lận. Đó, 800.000 một cây. Hoa ra quanh năm luôn nhá. Hoa ra canh năm luôn, hết đợt hoa lọ đến đợt hoa kia, và cái bông hoa cực kỳ to đẹp như này. Đó, cái bông hoa của em nó như thế nhá. Cực kỳ to đẹp luôn. Cho ai lấy nhá mọi người nhá. Còn đây là nho thân gỗ này. Đây nhá. Này. Mọi người ơi, một cây nho thân gỗ như này. Này, cây zin nhá, cái hàng cây zin mà nó hoa quả nó cỡ như thế này mọi người ơi. 500.000 một cây. Trời ơi, 500.000 nhá. 500.000 một cây, em nói đúng là kiểu như là cái nho này là em bán kiểu như là để chia cho mọi người về, em không hề lãi 1.000 nào luôn mọi người. 500.000 mà giá em bao cả ship luôn thì là em không hề lãi 1.000 nào luôn, em nói thật đấy. Em nói thật luôn, gọi là em bán lấy tương tác thôi mọi người. Nho này đúng nho thân gỗ này lâu lâu ngày bán lấy tương tác thôi mọi người, lâu lâu cũng thế em bán nho thân gỗ đúng không? Em toàn giao xỉ không à. Lâu lâu nhưng mà em cứ quay lên đây cho mọi người biết là em vẫn bán nho nhá, em vẫn bán nho thân gỗ mọi người ạ. Nhá. Còn đây là thanh mai này. Đó, thanh mai Đài Loan nhá. Thanh mai này là thanh mai siêu ngọt, quả tròn như quả, to như cái quả trứng gà. To như quả trứng gà luôn. Đó, thanh mai ngọt Đài Loan. Em để cho mọi người là 250 nhá. 250 một cây. Thanh mai ngọt Đài Loan nhá. Còn đây là kim quất này. Kim quất em có hai loại. Cái thằng này là có thằng thế hệ 2, kim quất thằng thế hệ 2 này, cũng là cây nhập khẩu nhá. Thế hệ 2 thì cái quả này nó hơi có vân tinh dầu này mọi người. Nó hơi có vân tinh dầu và nó quả nó sẽ hơi hơi có cái độ chua nhẹ nhá. Nó hơi hơi có chua nhẹ và cái vỏ của nó vẫn hơi the the. Có cái vỏ nó hơi the the, còn đâu cái thằng này thế hệ 3 này. Đó, quả nó nhẵn nhụn như này. Quả nhẵn nhụn và rất là ngọt luôn, kể cả lúc xanh này. Như này nhá mọi người, ăn đã thấy độ ngọt rồi này. Quả này đã thấy độ ngọt rồi. Kể cả mọi người bứt cái quả này luôn, cái quả vừa mới ra quả như này luôn. Vừa ra quả như này mà mình bứt mình ăn ấy thì nó vẫn có cái độ ngọt đắng đắng, hơi đắng đắng, hơi ngọt ngọt chứ nó không hề chua một tí nào. Nhưng còn cái thằng này là nó sẽ chua nhé, nó hơi hơi chua nhẹ một tí cho em. Cái thằng kim quất thế hệ 2 thì em để cho mọi người là 420.000 một cây. Còn đâu thế hệ 3 là 620 thì em giảm giá cho mọi người còn 550.000 một cây nhá mọi người. Nhà em một vườn rất là nhiều nhưng mà ở trong vườn này thì mỗi lần em nhắc về một ít mọi người. Mỗi lần em nhắc về vài cây, nó cây đẹp, cây có quả này em sẽ nhắc về để quay cho mọi người. Chứ em tại vì là vườn rộng mà em đi em mỏi chân mọi người. Em đi em mỏi chân lắm nhá. Còn đây là cây chanh Tứ Quý á, chanh Tứ Quý nhá mọi người nhá. Chanh Tứ Quý là 140.000 đi ạ, 140.000 một cây nhá, chanh Tứ Quý á. Chanh Tứ Quý, ai lấy thì mình có thể liên hệ với em nhá. Còn đây là cây trà Tứ Quý đây này, như cái cây vừa nãy là cây 800.000 em bao ship ấy ạ. Đây là cái bông hoa của nó như này nhá. Bông hoa của nó như là cái bông hoa mẫu đơn luôn. Đây để em cho mọi người xem cái bông nào mà nó vừa mới lở. Nó đều lở gần sắp tan rồi. Đây 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 mọi người ơi, nó đây.
nó nở như bông hoa mẫu đơn luôn mọi người ạ. Cái loại này là giống mới nhá, cái giống cũ của nó ấy. Là nó cái cánh nó hơi nhọn nhọn nhưng cái cánh của bông này nó như bông hoa mẫu đơn và cái nhụy của nó đan xen nhau nhá. Cái nhụy của nó đan xen nhau như này. Đó, một cái cây to như này của em phun hoa. Và nếu như mà em bao ship cho mọi người thì mọi người là nếu như em bao ship là sẽ là 3 triệu nhá mọi người. Nếu bao ship sẽ là 3 triệu một cây như này. Mọi người mua đi. Đến Tết vẫn còn hoa, hoa liên tục quanh năm luôn. Còn nếu như mà đến Tết cái cây này em không dưới 5 triệu đâu ạ. Đến Tết mà mình mua cái cây này chưa đến 5 triệu. Cô chú anh chị nhà mình trồng sân vườn, mình trồng cái này á không hề phải chăm nhiều này. Thứ nhất là không hề phải chăm nhiều, và thứ hai là sai hoa đẹp vô cùng luôn mọi người ơi, hoa bền. Sai hoa lắm nhá mọi người nhá. Liên tục hoa, hoa đẹp cực luôn. Như bông hoa mẫu đơn to đùng luôn này. Nào mọi người nhìn. Đó nào. Hoa nó đẹp vô cùng luôn, đẹp lắm, màu hồng đỏ nhá. Màu hồng đỏ đẹp lắm. Nếu như mà ai lấy nhá là em để cho mọi người là 4 triệu. Cái giá là em sẽ bao ship nhá. Đừng à, không không. Em xem nào. Em để cho mọi người về cái giá là 3 triệu rưỡi đi ạ. 3 triệu rưỡi là giá em bao ship nhá. Đến hàng đến Tết không dưới 5 triệu đâu mọi người nhá. Cây to đẹp lắm, 1m7, 1m8 luôn. Cây đẹp cực kỳ luôn ạ. 3 triệu rưỡi nhá, là giá em bao ship nhá. Còn đây là hồng mật Vân Sơn này. Hồng mật Vân Sơn này, em có một cái video hôm trước là em có để quả của nó rồi đấy mọi người nhá. Hồng mật Vân Sơn. Như các cái hàng này nhá mọi người nhá, cái đợt Tết, đợt đầu năm ấy ạ, đợt đầu năm mấy cả đợt năm ngoái không bao giờ dưới 550. Chứ không bao giờ cây này dưới 550 luôn, nhưng mà ngày hôm nay là em đợt này em bán 350.000 thôi mọi người nhá. 350.000 một cây, đẹp lắm. 350.000 một cây. Cái cây này thì khách của em trồng cũng từ năm mà nó có một cái cây giống mà nó bé bé xíu như này này. Và có cái chị khách của em là chị trồng cả hồng nhân hậu này, hồng da tre này, hồng Fuji này, mấy cả hồng Vân Sơn này này. Thì là chị là trồng cái hồng nhân hậu là thấy ra quả rồi nhá mọi người. Hồng nhân hậu là thấy ra quả rồi, mà các cái đến cái hồng nhân hậu mà con ra quả rồi ấy, thì mọi người yên tâm nhá, các cô chú anh chị miền Nam là yên tâm là có ra quả nhá. Có ra quả đấy nhá. Mà cái ở trong miền Nam nó không bị rụng lá ngủ đông đâu. Nó cũng rụng lá ngủ đông đâu mà. Nó liên tục luôn nhá mọi người nhá. Còn đây là cây cam canh. Cam canh là cái lằng này là có quả đấy mà nó hết quả mất rồi mọi người. Nó có quả nhưng nó hết quả mất rồi, thì em sale cho mọi người là 500.000 nhá. 500.000 một cây. Còn mỗi một cây. Còn đây là cây hồng da tre nhá. Hồng da tre là cái quả của nó vuông vuông, mọi người có thể Google search nhá. Hộ em là cái hồng da tre cực kỳ ngon luôn. Cái vỏ của nó khi chín thì nó như cái tre của mình, như cái vỏ cây tre á. Và mình là một là mình bóc quả, mình ăn bóc hoặc là mình lấy cái thìa xúc nhá. Quả này rất là ngon luôn. Hồng da tre nhá mọi người. Hồng da tre cây to như này em bán cho mọi người như ở trên phở bò ấy, ở trên Facebook. Hoặc là ở trên Facebook ấy là em đang bán là 950 một cây. Thì ở trên TikTok, ở trên đây em để cho mọi người cái cây này, mọi người nhìn cái cây của em cực kỳ to nhá. Cực kỳ to và cây 1m4, 1m5 ạ. Cây 1m4, 1m5 hàng dâm. Ủ cẩn thận rồi em để cho mọi người 800.000 đi ạ. 800.000 một cây nhá mọi người nhá. 800.000 một cây, ai lấy thì mình có thể liên hệ với em để mình đặt cây mình lấy nhá. Mình đặt cây mình lấy. Còn đây là nho, còn đây là táo tàu này. Đây táo tàu nhá. Đây này, táo tàu này, em còn một cây này là cây ban giao. Em còn một cây này là cây ban giao, hàng nó hàng da bầu nhá, hàng da bầu rồi. Hàng da bầu này là cái đợt nọ là em bán 320 đấy ạ. 320 em sell lốt 200.000 nhá. Em sell lốt 200.000 cho ai lấy này. Cây này, cây Tiger Tooth này cũng 200.000 luôn nhá. Tiger Tooth cũng 200.000 luôn hộ em. Còn hàng ban giao này, hàng ban giao này là hàng ban giao này hàng 650, kể cả lúc mà em sell rẻ nhất là 650.000 mọi người ạ. Lúc em sell rẻ nhất là 650.000 thì lúc này là nó cũng vào cuối mùa rồi mọi người ơi. Đây này, như các cái cây như này thì các cái cây nào mà nó rụng xấu rồi thì thôi em không bán nữa. Mà các cái cây nào nó vẫn còn lá liềng, vẫn còn đẹp mà lá nó hơi già ấy, thì là ví dụ mà nó rụng hết lá rồi thì ai có nhu cầu mình lấy cái rụng lá thì em sẽ để cái rụng lá. Còn đâu không thì em sẽ chọn các cái cây đẹp đẹp như này em giao cho mọi người nhá. Thì là em sell lốt là 550 một cây mọi người nhá. Em sell lốt là 550 một cây. Em cũng muốn dọn cái chỗ này đi, chắc còn khoảng độ 20-30 cây. 20-30 cây thì em cũng không muốn sang bầu nữa. Em cũng không muốn sang bầu nữa nhá mọi người. Đây này, lá nó già hết như này này.
Đó, 550 một cây nhá. Lấy 2 cây em bao ship cho mọi người nhá. Lấy 2 cây em bao ship cho em cho. Còn đâu 1 cây thì mọi người cộng cho em 30.000 tiền ship vào cho em. Đây, cây đẹp lắm. Đó, này. Cây đẹp vô cùng luôn. Đây này, nó rụng mầm đây này. Các cái cây này nó rụng mầm đi, rụng lá đi nhá, nó lại lên mầm luôn. Nó kiểu như là ở ngoài em mà lúc nào mà nó chưa lạnh ấy thì là nó lại vẫn lên mầm bình thường đấy. Như các cái cây này nó rụng nó lại lên mầm bình thường. Còn đâu là bọn này có khi nó rụng là nó sẽ ngủ đông luôn. Bởi vì là nó cũng lạnh rồi ấy. Ngày hôm nay bắt đầu không khí lạnh tràn về mọi người ạ. Đây. Ra hoa, ra hiếc lên các thứ liên tục luôn. Ra hoa, ra hiếc liên tục luôn nhá mọi người. Đó, giờ em xin phép kết thúc video nhé. Chúc mọi người xem kênh vui vẻ. Mọi người like, share và đăng ký kênh cho em nhé mọi người ơi. Tất cả các cái đơn của em, mà nếu như mà cái cây nào mà em đã báo là em bao ship thì em sẽ bao ship. Còn đâu nếu như mà các cái đơn nào mà dưới 1 triệu mà em chưa có nói là bao ship ý, thì mọi người cộng cho em 30.000 tiền ship vào. Còn đơn trên 1 triệu này em sẽ bao ship cho cả nhà mình nhé. Rồi em xin chào cả nhà nhé. Mọi người like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho em ạ. Em cảm ơn ạ.